chào cô chú chị và các bạn, rất vui được đồng hành với các bạn trong một video tiếp theo hôm nay về Nha Trang. Hôm nay là buổi sáng ngày 28 tháng 1 năm 2024, vì nhằm vào ngày 18 tháng Chạp năm 2023. Và trong video ngày hôm nay em xin gửi đến cô chú chị và bạn một số hình ảnh của đường phố Nha Trang vào sáng sớm. Hôm nay là cũng là ngày cuối cùng quý vị. Đang được thi công cái phần móng
xưa nó là con đường tỉnh lộ 4 rồi, và trước thời điểm đó nữa nó là đường quốc gia. Em di chuyển qua đây là đúng là con đường mang số 10, một trong những con đường gọi là cửa ngõ phía tây của thành phố Nha Trang. Đường này thì trước nó là đường quốc lộ, bây giờ là nó đường quốc lộ 1C. Bên kia của cái đập là
trong quá trình nó chạy dọc này. Ở chỗ này là cái sông bóng đá nhân tạo cũng như là sông bóng đá nhân tạo cũng như là cái
soi thử. Chút là lái nhẹ. Chút còn có hẹn cô 8 giờ lận rồi. Chút là đi chợ lấy, chưa đi chợ rồi.